Chào mừng các bạn trở lại kênh Hiếu Kèo Vào Tò nha. Tôi đang có mặt tại một công trường đang xúc đá bay để vào đổ vào cái đường làng, đang làm một cái đường làng ngõ xóm. Hôm nay là hai chiếc xe tải Hoa Mai đang vào bãi. Đấy, các bạn nhìn thấy con Isuzu màu trắng thấy không? Đấy, mình vừa đi làm qua, đỗ lại để quay cho các bạn xem nhá. Video sau nhá, các bạn hãy ấn chuông ủng hộ cho kênh của mình nhá. Rồi đây tôi lại lên chiếc xe yêu quý của tôi để đi làm tiếp tục công việc của tôi nhá. Đây nhá, chiếc xe của tôi đây nhá các bạn nhá.